hồi nãy là em sẽ tặng cho anh một chiếc xe trị giá là 1.7 tỷ để anh chở được. À, bất cứ lúc nào hãy mua là thì Phương chuyển tiền ngay lập tức để anh mua chiếc xe chở. Cái xe cứu thương vậy đó hả chị? Xe cứu thương. À, 1.7 tỷ. Cái chị tặng một chiếc xe cứu thương đó trị giá là 1.7 tỷ. Hiện nay anh Hải có bao nhiêu chiếc xe? Chiếc xe này có 700 triệu thôi nhưng mà không chở nặng được. À, nó sẽ bị hư và không chở nặng hư hoài. Cho nên về Phương sẽ nhờ anh đặt một cái xe ở châu Âu hay ở đâu và đem chiếc xe đó về đây. Dạ. Trị giá khoảng 1.7 tỷ thì Việt Hương sẽ tặng xe. Cảm ơn chị Việt Hương rất là nhiều. À, một lát nữa chúng ta sẽ có một cái phần riêng, thử thách riêng dành cho Đoàn Ngọc Hải, và cái số tiền khi anh Hải vượt qua được thử thách đó sẽ dành tặng cho một cái trường ở trên vùng Tây Bắc. Đó là một cái phần riêng của chương trình ngày hôm nay. Một tin vui nữa quý vị ơi, khi Việt Hương với Đại Nghĩa đứng đây nói chuyện thì nhà Tôn Sắc đã tặng cho cái quỹ của anh Hải là 50 triệu đồng để anh xây một cái trường ở tại vùng núi xa. Và khi anh thực hiện món nấu ăn ở đây tại chỗ thì số tiền cũng sẽ rơi à như những thí sinh khác, và khi rơi đó còn bao nhiêu anh Hải cũng được đem số tiền đó về luôn. Đẹp quá. Vừa mới nói đó quý vị, nói là em xin lỗi anh, ông xã của Vượt Hương có đi theo trong cái chuyến này à, là không có hỏi kiến anh mà em đã tặng một chiếc xe 1.7 tỷ cho anh Hải, và tại số tiền rất là lớn chuyển đi từ tài khoản của hai vợ chồng. Thì à, anh có buồn em không? Về việc làm từ thiện của em thì anh luôn luôn tin tưởng những cái quyết định của em, thì làm sao mà buồn được. Em làm cái gì em cũng nghĩ đến đó mà. Quá xá chị Hương mình. Rồi hai vợ chồng em là đồng hành đồng vợ đồng chồng luôn á, là làm thiện nguyện rất là nhiều năm, nhưng mà có thể là có nhiều cái mà Việt Hương bất ngờ thì anh Phương sẽ không biết, nhưng mà số tiền này rất lớn cho nên Việt Hương có hỏi là anh có buồn không? Bất ngờ nhưng mà không có buồn, rất là bất ngờ vừa nghe trong bài hát trên đó. Tại vì Việt Hương đi cái chương trình thiện nguyện này á, coi trên game á, thì ở bên Mỹ á, bà con cũng rất là quý cái chương trình này. Phương về Phương nói anh thích chương trình này lắm để anh muốn đi theo. Và anh Phương mới về đây được cỡ khoảng 5 tuần và được đi lên Đà Lạt xứ hoa đẹp và còn được xem một cái chương trình ý nghĩa nữa. Cảm ơn chương trình Cơ hội đại đời đã cho Việt Hương có cơ hội làm việc và cho ông xã Việt Hương hôm nay đi theo nữa. Để xin số nào cho ông xã vừa chơi kiếm tiền. Biết đâu, biết đâu, biết đâu, đúng không?